này thiện hiện, Đại Bồ Tát nếu nghĩ thế này, nên trụ chân như thì đó là hí luận, nên trụ pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ thì đó là hí luận, này thiện hiện, Đại Bồ Tát nếu nghĩ thế này, nên hướng nhập tránh tánh ly sanh của Bồ Tát thì đó là hí luận, tránh hạnh của mười địa Bồ Tát nên viên mãn thì đó là hí Ý luận này thiện hiện đại bồ tát nếu nghĩ thế này nên thành thục hữu tình thì đó là hí luận nên nghiêm tịnh cõi phật thì đó là hí luận này thiện hiện Đại Bồ Tát nếu nghĩ thế này Nên khởi mười lực Phật thì đó là hí luận Nên khởi bốn điều không sợ Bốn sự hiểu biết thông suốt Mười tám pháp Phật bất cộng thì đó là hí luận này thiện hiện, Đại Bồ Tát nếu nghĩ thế này, nên khởi Đại Từ thì đó là hí luận, nên khởi Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả thì đó là hí luận này thiện hiện đại bồ tát nếu nghĩ thế này nên khởi pháp không quên mất thì đó là hí luận nên khởi tánh luôn luôn xả thì đó là hí luận này thiện hiện đại bồ tát nếu nghĩ thế này nên khởi trí nhất thiết thì đó là hí luận nên khởi trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thì đó là hí luận này thiện hiện đại bồ tát nếu nghĩ thế này nên khỏi tất cả pháp môn tam ma địa thì đó là hí luận nên khỏi tất cả pháp môn đà la ni thì đó là hí luận này thiện hiện đại bồ tát nếu nghĩ thế này nên đoạn tất cả phiền não tập khí tương tục thì đó là hí luận nên chứng quả vị giác ngộ cao tột của chư phật thì đó là hí luận này thiện hiện tất cả các loại hí luận như thế là hí luận của đại bồ tát Hãy quyển thứ 367